chào quý vị và các bạn, tôi là Duy Đông đến từ công ty cổ phần Long Biên Hà Nội. Và ngày hôm nay trước mặt quý vị đó là một chiếc xe của Chiến Thắng. Và chiếc xe này là chiếc xe như bạn có tải trọng là 7,2 tấn. Và chiếc xe này thì là chiếc xe mang động cơ Euro 2. Nó cũng ra mắt được cách đây khoảng 2 năm rồi, năm 2017. Thì chiếc xe này có cái chiều dài tổng thể đó là 8m97, có khoảng 9m đấy. Đó là chiều dài toàn bộ chiếc xe. Và cái chiều dài lòng thùng đó là 6m7, rất là dài so với một chiếc xe 7 tấn. Còn chiều rộng đó là 2m19 và chiều cao nó lòng là 2m13. Và chiếc xe này có các cái cửa thông, chúng ta có thể mở ba cửa một bên để chúng ta có thể thuận tiện việc bốc xếp hàng hóa, việc vật liệu xây dựng sẽ rất là thuận tiện khi mà chúng ta sử dụng chiếc xe này. Và ở bên phụ này thì quý vị có thể thấy bên này được trang bị đường ốc quy này. Thường thì cái hộp đựng đồ này sẽ đựng luôn cả bình ốc quy, nhưng mà ở đây lại là một cái hộp riêng, thì cái phần này có lẽ là chúng ta sẽ để được những cái khác rộng hơn. Còn về cái hệ thống dàn chân như chiếc xe này, quý vị có thể quan sát chiếc xe này sử dụng cỡ lốp 10, nghĩa là bản rộng của cái lốp là 10 inch đấy, cỡ lốp 10, bản rộng của lốp là 10 inch và cỡ vành là cỡ la răng này là 20 inch đó. Và sử dụng bộ cầu lát khá là to. Còn về hệ thống nhíp này, đây là bó nhíp 2 tầng rất là to, dày, chắc khỏe. Đây là chiếc xe 7 tấn 2 thôi, nhưng mà nếu mà để so với chiếc xe 6 tấn kia kìa, quý vị quan sát kia 6 tấn kia, đó nó khác một trời một vực luôn. Những cái hệ thống gầm bệ này, lốp lát này, các thứ nó đều to hơn rất là nhiều. Xe kia lốp 825 mà xe này nó chỉ hơn, tải trọng nó chỉ hơn khoảng 1 tấn thôi, nhưng mà nó lại là sử dụng lốp 10 rất là to, và cái bộ nhíp của nó cũng rất là to, chắc nó phải chở đến khoảng 20 tấn chắc vẫn thoải mái đấy, rất là to luôn. Và cái chiều dài lòng thùng cũng khá là khủng, 6m7, nó dài hơn cái con kia đến tận 2m rưỡi, mặc dù nó chỉ cái tải trọng nó chỉ hơn có 1 tấn. Còn về phần đuôi xe thì có lẽ là cái thành thùng này, cái phần sàn thùng khá là cao, chắc nó phải tầm đến 1m3 đấy, khá là cao, thì cái việc bốc xếp hàng hóa thì có lẽ nó sẽ khó hơn đối với những chiếc xe có cái sàn thùng cao như này. Còn ở đây là hệ thống đèn hậu. Nếu như chúng ta cẩn thận hơn thì có thể về lắp lại cái hệ thống đèn hậu này. Ở đây nó sử dụng ốc bắt vẫn vào cái thanh U này nhá. Đó, thì chúng ta có thể độ lại cái dàn này có bản lề để có thể gập mở, nó sẽ được đảm bảo hơn, bền hơn. Còn cái mỏ nhíp này sử dụng các ắc nhíp, các ắc, và chúng ta cần phải bảo dưỡng bơm mỡ thường xuyên vào những cái ắc này, chứ nó không sử dụng mỏ nhíp đệm trượt. Còn ở đây đó là hệ thống bình hơi, thì ở đây gồm có 2 bình hơi. Còn ở đây là bình dầu, đã trang bị sẵn hệ thống khóa và móc khóa, tránh được cái việc ăn cắp dầu. Hệ thống ống xả này thì sẽ xả ra bên trái. Nó thiết kế hầu hết các xe gần đây đều thiết kế ống xả xả về phía bên trái, và có lẽ là nghĩ về cho những người đi xe máy phía bên phải.
những người đi xe máy phía bên phải xe sẽ không phải chịu ảnh hưởng từ ống xả này đó. Thì các xe gần đây tôi thấy là sản xuất những năm gần đây thì đều sản xuất cái phần ống xả sang bên phải này. Nếu như tôi đi sau một chiếc xe khách hoặc chiếc xe buýt thì thường nó sẽ làm phía đuôi xe ở bên trái, thì nếu như đi xe máy thì sẽ rất là khó chịu. Và nếu như muốn nâng chiếc cabin này thì chúng ta phải sử dụng kích tay, nó khá là lâu và bất tiện, nó không thiết kế cái hệ thống móc lưỡi gài bập bênh như chiếc 6 tấn bên kia. Chiếc 6 tấn bên kia thì một tay cũng nâng hạ được cabin, nó rất là nhẹ. Và về phần nội thất của xe thì chiếc xe này sử dụng cái vô lăng là 4 chấu này. Đó, cái vô lăng cũng khá là vừa vặn, to, giúp chúng ta vận lái, cảm giác lái rất là tốt. Và bảng đồng hồ táp lô thì cũng hiển thị cơ bản, gồm các cái thông số áp suất bình hơi này, báo km trên giờ và báo tua máy. Còn bên này là gồm hệ thống radio này, giải trí có hỗ trợ thẻ nhớ USB. Đây, khe cắm thẻ nhớ và USB. Còn đây hệ thống điều khiển điều hòa. Và một số cái nút công tắc trên xe. Phía dưới là tẩu thuốc và cái khay gạt tàn. Về hệ thống chuyển động thì xe sử dụng hệ thống hộp số gồm 5 số tiến và 1 số lùi. Và có thêm số phụ, tầng nhanh chậm. Đó, đó chính là cái cần rất là nhỏ nhỏ ở đây. Chúng ta có thể gạt sang. Còn đây là hệ thống cái cần gạt phanh lock kê để dừng đỗ. Trên chiếc xe này thì cửa vẫn phải quay tay, chứ chưa được trang bị cái cửa điện. Còn về phần trần xe thì khá là thoáng, cao ráo, rộng. Có cửa sổ trời này. Và cửa sổ trời này thì chúng ta chỉ mở được lên phía đằng trước thôi, không mở được lên phía đằng sau như những chiếc xe khác. Về che nắng này, về che nắng khá là cao. Này sẽ giúp chúng ta tránh nắng rất là hiệu quả. Nhưng mà tôi thấy nó giảm bớt tầm nhìn của tôi. Nếu mà tôi hạ xuống quá thấp thì có lẽ là đối với tôi sẽ hạ tầm này là vừa. Thì đối với về che nắng này nó hạ được rất là thấp luôn, khá là to. Và trên chiếc xe này đã được trang bị hệ thống ghế da, giường nằm cũng bằng da. Đó, gồm 3 chỗ ngồi và có một giường nằm đều được bọc da. Và bây giờ tôi sẽ thử nổ máy để quý vị có thể cảm nhận được tiếng của động cơ, cũng như là giúp quý vị có thể tăng thêm cái phần cảm nhận, trải nghiệm trên chiếc xe này. Đây, quý vị có thể cảm nhận tiếng động cơ trên chiếc xe này. Hiện tại tôi đã mở cửa ra để quý vị có thể cảm nhận được âm thanh nó trung thực hơn. So với một chiếc động cơ Euro 2 thì cái tiếng rít nó lên rất là lực, cảm giác nó rất là mạnh. Đó. Nếu như quý vị đang có nhu cầu mua chiếc xe chiến thắng 7 tấn 2 này thì quý vị có thể liên hệ ngay cho công ty chúng tôi theo số 0986 388 885. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.